Thưa quý vị, với đường dây nóng của Alo Cử Tri đã nhận được rất nhiều kiến nghị về tình trạng nuôi tôm ngoài quy hoạch. Vấn đề này cũng đã được các cơ quan chức năng của thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xử lý, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Đây là những bể nuôi tôm của gia đình ông Lê Trọng Lương. Khu vực này vốn là đất nông nghiệp được gia đình ông thuê lại và xây dựng thành 8 bể nuôi tôm. Đáng chú ý là các bể nuôi tôm này đều được xây dựng trái phép nằm ngoài quy hoạch. Tới nay sau nhiều lần vận động nhưng gia đình chưa tự phá dỡ, xử lý dứt điểm. Trước đây gia đình nhà tôi có 8 bể, bây giờ gia đình nhà tôi đã tháo được 4 bể, còn 4 bể. Và bây giờ rất mong là chính quyền địa phương cho gia đình nhà tôi chăn nuôi thêm hết vụ này. Cách đó không xa cũng là những bể nuôi tôm trái phép của gia đình bà Lê Thị Thuận. Đa phần người dân đều biết việc tự mở diện tích nuôi tôm ngoài quy hoạch là vi phạm nhưng vẫn làm. Theo ghi nhận, giá thu mua tôm thẻ chân trắng trong năm 2023 giảm mạnh. Ghi nhận mua tại ao chỉ khoảng 70.000 đồng 1 kg, trong khi thời điểm năm 2022 khoảng 100.000 đồng 1 kg. Một trong những nguyên nhân được xác định là do nuôi tôm ngoài quy hoạch dẫn tới cung vượt cầu. Chính quyền bắt tháo dỡ để lấy đất để làm cái quy hoạch chi thì gia đình của tôi thì cũng không chống được. Nhưng mà cũng muốn mong là các chính quyền địa phương là tạo điều kiện cho dân làm ăn thêm đây thì ít vụ nữa. Theo thống kê từ đội kiểm tra quy tắc xây dựng thị xã Nghi Sơn, trên địa bàn có gần 40 trường hợp vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích, bao gồm cả hộ dân và doanh nghiệp. Tới nay, việc tháo dỡ các bể nuôi tôm trái phép vẫn đang tiếp tục thực hiện. Trong đó vẫn ưu tiên việc tuyên truyền vận động để các hộ cam kết tự phá dỡ. Dự kiến trong năm 2024 sẽ xử lý dứt điểm tình trạng này. Ban nhân dân thị xã đã yêu cầu ủy ban các phường xã có liên quan là phải tập trung là tháo dỡ các trường hợp này. Tuy nhiên là trong quá trình tháo dỡ thì gặp có một số vấn đề liên quan đến đời sống cuộc sống của nhân dân và những cái đợt tôm mà đã thả không thể là ấy được, cho nên là hiện nay là các xã phường đã có tháo dỡ cơ bản, còn tồn tại là một số trường hợp. Trong quá trình xử lý thì bà con cam kết là sau cái đợt nuôi thả giống và khi thu hoạch là sẽ dừng mọi hoạt động nuôi tôm. Việc nuôi tôm tự phát kéo theo những hệ lụy cho đầu ra vùng nuôi tôm nằm trong quy hoạch. Do đó, việc xử lý nghiêm những tồn tại và ngăn chặn các vi phạm phát sinh mới là yêu cầu cấp thiết để ổn định thị trường. Alo, kênh 7 xin nghe. Gia đình ông Thi đã sinh sống bao đời nay tại khu vực Phù Luông, từ nhà rồi thành bản, thành làng. Thế nhưng ở thì dễ, nhưng sống thì lại khó do thiếu đất canh tác. Nguyên do, khu vực này nằm trong khu vực đất rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Luông. Để tồn tại, gia đình ông vẫn đang canh tác nhờ trên đất của khu bảo tồn. Ngày xưa cũng là làm sắn làm ấy, thì coi như là làm sắn làm ngô ấy, thì khu bảo tồn đáng nhẽ là bên bảo tồn họ cũng thu hồi. Nhưng mà thấy cái vùng này nó khó khăn quá, cả về diện tích ruộng này các, bây giờ là họ cũng cho mượn làm đấy. Nhiều gia đình khác có đất sản xuất nhưng lại bị quy hoạch trồng lấn vào đất rừng. Mong muốn điều chỉnh quy hoạch là một thực tế, vừa giữ rừng vừa đảm bảo đời sống sản xuất. Ở thì tất nhiên ở lâu rồi, ở trong cái đất bảo tồn đấy. Nhưng mà thực trạng đất nông nghiệp không có. Cho nên là đề nghị với cấp trên xem xét thế nào trong để cho dân có đất để kinh làm ăn, kinh tế. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông hiện quản lý 17.000 hecta đất rừng thuộc huyện Quan Hóa và Bá Thước. Theo giả soát, có khoảng 400 hecta đất bị trồng lấn với đất rừng đặc dụng, tập trung chủ yếu ở 39 thôn của xã Cổ Lũng và Lũng Cao. Thực trạng này được nắm rõ và có báo cáo nhưng chưa thể giải quyết do thiếu kinh phí đo đạc để phân mốc giới được cụ thể. Xác định ranh giới giữa thực địa và bản đồ thì nó có sự sai khác nhau. Cái thứ hai là đường ranh giới giữa khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và đối với các cái xã vùng đệm là rất lớn, nên là nếu mà chi tiết ra các cái khu vực này thì cần rất nhiều thời gian. Đấy, cùng với lại cái này thì giải quyết ranh giới trồng lấn thì cần rất nhiều các bên tham gia. Ủy ban huyện và các phòng chuyên môn của ủy ban cấp xã thì cũng muốn đề xuất các cái cấp có thẩm quyền thì bố trí một cái nguồn kinh phí để đo đạc lại cái phân biệt, đo đạc lại cái ranh giới giữa khu bảo tồn và đất của người dân cũng như là các loại đất nông nghiệp. Thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm khiến cuộc sống người dân vùng rừng Pù Luông túng thiếu quanh năm, dẫn đến việc xâm phạm vào tài nguyên rừng là điều dễ hiểu. Chỉ khi giải quyết được vấn đề đất sản xuất, cái nghèo bớt đeo bám thì rừng mặc nhiên sẽ được bảo vệ.
Alo, kênh 7 xin nghe. Cánh đồng muối xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, nơi được xem là vựa muối của tỉnh Thanh Hóa, thì nay cỏ mọc um tùm, hệ thống dẫn nước hư hỏng, ruộng muối đang trở nên hoang hóa. Ngành muối thì về cái giá trị thấp nên là không đảm bảo được cái cuộc sống, nên là gia đình đã nhiều năm nay là đã bỏ ngành muối, đã nghỉ ngành muối, không sản xuất nữa. Nên là cũng rất mong các cơ quan nhà nước quan tâm làm sao mà để chuyển đổi cái diện tích đất này để cho gia đình kinh tế làm những cái sang cái mô hình kinh tế khác có cái điều kiện thu nhập hơn. Giá muối thấp trong khoảng từ 2.200 đến 2.500 đồng một kg, đầu ra bấp bênh, cộng thêm thời tiết trong những năm qua không mấy thuận lợi, dẫn tới tình trạng bỏ hoang ruộng muối, tập trung nhiều nhất ở hai xã Hòa Lộc và Hải Lộc. Nhiều hộ dân đã chuyển sang mô hình canh tác mới. Do làm muối hiệu quả kinh tế không cao thì chúng tôi có chuyển đổi sang quy hoạch nuôi trồng thủy sản, thì hiệu quả kinh tế so với làm muối thì nó cao hơn hẳn. Nghề sản xuất muối ở Tam Hòa, Hòa Lộc hiện nay thì gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên đó là nói đến vấn đề là chuyển dịch cái lao động từ sản xuất muối sang các cái ngành nghề khác, vì vậy cho nên là cái lao động thiếu hụt rất nhiều. Thứ hai là đồng ruộng hàng năm cũng không được đầu tư do cái giá cả hạt muối là nó rất thấp, đầu tư ra nhưng lấy lại để cái chi phí đầu tư là nó gần như không có, vì vậy nhân dân bỏ ruộng rất nhiều. Theo Nghị định 40 năm 2017 của Chính phủ, cũng yêu cầu hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh muối phải nâng cao chất lượng, như đáp ứng luật an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm, nhiễm mặn môi trường lân cận. Tuy nhiên, những khó khăn của ngành muối là thực trạng đáng báo động. Chúng tôi cũng có một số các cái giải pháp để phối hợp với địa phương và đặc biệt là các hợp tác xã để hỗ trợ cái diêm dân tiếp tục duy trì sản xuất, tận dụng trên những cái diện tích chưa chuyển đổi, xúc tiến, quảng bá sản phẩm, để kết nối tiêu thụ với sản phẩm với các cái doanh nghiệp. Trước thực trạng hoang hóa và lãng phí từ hàng trăm hecta ruộng muối bỏ hoang, nhiều hộ dân cũng mong muốn sớm được chuyển đổi đất làm muối sang lĩnh vực khác để có thu nhập tốt hơn, ổn định cuộc sống. Và một điểm đến tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị cũng là một địa điểm rất nổi tiếng ở miền Trung với sản phẩm thuyền thúng là thúng chai hay còn gọi là thuyền thúng đó quý vị. Đây là phương tiện đánh bắt thủy sản quen thuộc của người dân miền biển. Tuy nhiên thì làng nghề đang thúng chai đang dần mai một vì sự ra đời của thuyền thúng Composite. Nhưng tại xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, một làng làm nghề đang thúng chai truyền thống vẫn tồn tại cho đến ngày nay bởi ở đó có những người tâm huyết với nghề. Làng Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An là một trong những nơi còn giữ nghề sản xuất thúng chai. Ông Nguyễn Cộng là người đã gắn bó với nghề làm thúng chai hơn 30 năm. Các thế hệ trong gia đình ông đều được ông truyền nghề lại. Với ông, sản xuất thúng chai là nghề truyền thống do cha ông để lại, nên ông sẽ lưu giữ và tiếp tục mưu sinh bằng nghề này. Con đứa nào cũng biết làm hết rồi. Bây giờ nếu mà có gì là mình có gì là nó rút gì nó làm. Nếu mình làm mà có mình triết đồ hết, nhưng hai cái thúng là mình mua có thể 500 kg lúa. Thời vàng son, làng Phú Mỹ có khoảng 50 hộ gia đình mưu sinh bằng nghề đan thúng chai. Nguyên liệu chính để làm thúng chai là tre. Nguyên liệu phụ là phân bò và dấu rái, giúp kết dính, chống thấm nước cho thúng. Gần đây, thúng chai do người làng Phú Mỹ làm ra không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang các nước châu Âu và Đông Nam Á. Đa phần là giờ du lịch là các nước láng giềng hay là các nước ngoài ở châu Âu. Họ lấy cũng nhiều, tùy theo từng lì soạn lấy 5 cái, 3 cái, 7 cái như điển hình vừa rồi là mình gửi đi được gần 30 cái đi Thái Lan. Nghề truyền thống thúng chai của xã nó đang mai một, là giảm dần. Thì riêng địa phương tích cực vận động cho bà con nhân dân tiếp tục giữ cái nghề truyền thống, tiếp tục hoạt động và cũng đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động bà con nhân dân là tiếp tục để hoạt động và đăng ký cái sản phẩm ô cốp để đảm bảo về cái thương hiệu tung ra thị trường. Hiện làng Phú Mỹ còn khoảng 10 hộ theo nghề này. Ngoài làm phương tiện đánh bắt thủy sản, sản phẩm thúng chai ở làng còn được người dân trang trí theo đặt hàng của các đơn vị du lịch trong và ngoài nước. Có đầu ra cho sản phẩm và những con người tâm huyết với nghề, người dân làm thúng chai ở làng Phú Mỹ tin rằng nghề biển còn, thúng chai còn, du lịch phát triển, nghề làm thúng chai vẫn tiếp tục tồn tại.